Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đó là điều nào là điều mà môn đồ của Chúa là mỗi chúng ta, là mỗi cơ đốc nhân ta theo Chúa ngày bây giờ, thì chúng ta là điều mà chúng ta cần phải quan tâm nhất. Trong cuộc đời này có rất nhiều mối quan tâm, có rất nhiều điều chúng ta cần phải quan tâm, cần phải để ý đến, có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải lo lắng và suy nghĩ tới. Và trong công việc của Chúa, trong công việc gây dựng công tác mở mang vương quốc Đức Chúa Trời, trong công việc của hội thánh của Chúa, trong công việc hội thánh của Chúa và công việc của Chúa thì có rất là nhiều việc. Thì theo các bạn thì điều nào là điều mà chúng ta cần phải quan tâm nhất? Điều nào là điều mà chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu chúng ta cần phải quan tâm nhất? Thì hôm nay Lộc muốn chia sẻ ở trong cái video này, thì Lộc đã trích dẫn ở đây một phân đoạn kinh thánh ở trong sách Công vụ của Sư đồ, từ câu 3 cho đến câu 8. Chúng ta sẽ có 5 câu, từ câu 3 đến câu 8. Thì ở đây sách chép rằng là sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời, phán bảo Chúa Giêsu sống lại, và Chúa đã chứng minh rằng là sự sống lại của Ngài. Ngài bày tỏ rằng Ngài đã sống lại. Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Đấy, sau đó là Ngài đáp rằng: Kỳ hạn, ngày và giờ mà cha đã tự chuyển lấy, ấy là việc các ngươi hay là việc các con chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Thì ở đây chúng ta thấy cái bối cảnh là chúng ta biết được là Chúa Giêsu chết sau 3 ngày Ngài sống lại, thì Ngài sống lại và Ngài ở cùng và hiện ra và ở cùng các môn đồ trong vòng 40 ngày. Thì Ngài thăng thiên về trời, thì Ngài dặn, trước khi thăng thiên về trời thì Ngài dặn với các môn đồ rằng là các sứ đồ rằng là Ngài phán bảo các sứ đồ rằng là đừng đi ra khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy phải chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Thì các bạn biết rằng là các biết là ngày Chúa Giêsu lên thập tự giá, thì mấy ngày sau là đến ngày lễ Sa-bát, tức là đến ngày thứ bảy và sáng chủ nhật thì Chúa phục sinh lại. Thì Ngài phục sinh thì vào đúng cái lễ gọi là lễ vượt qua, và sau lễ vượt qua 50 ngày hay còn gọi là 5 tuần hay gọi là ngũ tuần ấy, thì sau lễ vượt qua 50 ngày thì là một cái lễ gọi là lễ hoa quả mùa màng, các bạn, lễ hoa quả mùa màng, thì gọi là một cái lễ sau 50 ngày là lễ cảm tạ, cảm tạ vì Đức Chúa Trời đã ban cho mùa màng. Thì các bạn biết là 7 × 7 = 49, mà 49 thì hết 49 ngày thì sang ngày thứ 50 thì họ kỷ niệm cái lễ mùa màng này. Thì cứ sau lễ vượt qua 49 ngày thì đến ngày thứ 50 thì họ kỷ niệm cái lễ mùa màng. Thì người Do Thái có cái lễ như vậy. Thì có một số bạn sẽ không biết lễ vượt qua là gì, nó cũng nói luôn là cái lễ vượt qua là cái lễ mà lúc dân Do Thái còn nằm nô lệ ở xứ Ai Cập ấy, Đức Chúa Trời hành phạt các con trai của Pharaoh phải chết. Thì nhưng mà cái lễ vượt qua là có nghĩa là các người dân Israel thì giết chiên hoặc giết bò
và bôi máu của nó trên ve cửa, thì Chúa sẽ nhận diện là đấy là nhà của người dân Israel, thì Chúa sẽ vượt qua, Chúa sẽ không giết các con trai của nhà nào có máu ở trên cành cửa đấy, thì Chúa sẽ vượt qua, thì gọi là lễ vượt qua, gọi là thiên sứ của Chúa vượt qua, không giết những con trai khi hành phạt các con trai của dân Pharaoh, thì gọi là lễ vượt qua. Thì sau 50 lễ vượt qua thì sẽ đến lễ mùa màng hay là lễ cảm tạ, lễ mùa màng hoa quả. Thì đó là hai cái lễ của người Do Thái. Thì Chúa Giêsu phục sinh vào đúng cái ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Nhật, ngày Sa-bát sẽ kỷ niệm ngày lễ vượt qua và ngày Chúa Nhật Chúa sống lại. Thì sau đó 40 ngày Ngài ở cùng với các môn đồ, tức là 4 tuần Chúa ở cùng với môn đồ. Sau đó Chúa dặn là các ngươi hãy ở trong thành. Đấy, ở trong thành, tức là ở trong thành, đừng có đi ra khỏi thành, đừng có đi ra khỏi thành Jerusalem. Các bạn biết là đến ngày lễ vượt qua đấy, thì dân Israel sẽ lên thành Jerusalem, hội họp ở thành Jerusalem và dâng tế lễ này và ăn mừng này và kỷ niệm cái ngày lễ vượt qua ở tại thành Jerusalem. Và Chúa hiện ra thì Chúa nói là cứ ở lại thành Jerusalem, đừng có đi ra nữa. Chúa nói như vậy, đừng có đi ra nữa. Đến lễ ngũ tuần, đến lễ ngũ tuần, lễ 50 ngày hay là lễ mùa màng thì các ngươi thì các ngươi sẽ nhận điều Cha đã hứa và như các ngươi. Thì cái điều mà Chúa hứa là răng thì làm phép báp têm các ngươi bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Thánh Linh. Điều Cha đã hứa cho các ngươi đấy là các ngươi sẽ được chịu phép báp têm bằng Thánh Linh. Đấy là điều mà Cha đã hứa cho các ngươi. Vậy những người nhóm tại đó thưa rằng thưa cùng Ngài rằng, tức là những cái người môn đồ Chúa đấy mà hỏi là: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập nước Israel chăng? Ở đây là một cái câu hỏi rất là nghịch lý. Là Chúa đang nói là các ngươi phải ở lại hết lễ vượt qua, ở lại từ lễ vượt qua cho đến lễ cảm tạ luôn, cảm tạ mùa màng luôn, đừng có ra khỏi thành Israel và đợi điều Cha đã ban hứa. Thì sau môn đồ lại hỏi là: Lạy Chúa, thì có phải lúc này Chúa sẽ tái lập nước Israel chăng? Đây là một cái câu hỏi rất là nghịch lý, bởi vì là ở đây là cái lúc này dân Israel vẫn bị cái dân La Mã thống trị và cai trị, cho nên là cái người dân Israel họ mong muốn khát khao được tự do, khát khao tự do. Họ cứ nghĩ, họ cứ nhầm tưởng rằng là Chúa sẽ tái lập lại sự độc lập cho dân Israel, hoặc là Chúa sẽ tái lâm luôn. Họ cứ tưởng nhầm như vậy, Thì Chúa đáp rằng là kỳ và hạn của ngày đó, thì Cha đã tự quyền định đấy. Các con không phải quan tâm về điều đó, các con chẳng cần phải nên biết. Ấy là việc các ngươi chẳng nên biết, các con không phải quan tâm về điều đó làm gì cả. Nhưng mà các môn đồ tự dưng cứ quan tâm về điều đó. Nhưng mà Chúa nói là các việc các con phải quan tâm ở đây là gì? Là Đức Thánh Linh sẽ giáng trên các con. Điều quan trọng là Đức Thánh Linh giáng trên các con. Nhưng mà Đức Thánh Linh giáng thì không phải là để tái lập lại nước Israel, mà khi Đức Thánh Linh giáng xuống ấy, thì các con sẽ nhận lấy quyền phép. Không phải để nói tiếng lạ không đâu, không phải để chữa lành đuổi quỷ không đâu, mà chủ yếu là gì? Mà để làm chứng về ta, làm chứng về Chúa Giêsu các bạn ạ, làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Đây là cái ý muốn của Chúa Giêsu, đây là cái tâm nguyện của Chúa Giêsu, cái điều mà Chúa Giêsu muốn môn đồ của Ngài phải chú ý vào, cái điều mà Chúa Giêsu muốn môn đệ của Ngài phải luôn luôn quan tâm đến. Và đây là điều phải quan tâm, phải điều quan trọng nhất. Ở đây các môn đồ ăn ở với Chúa, là 3 năm, có những người là hơn 3 năm. Và sau đó là Chúa lại còn hiện ra và giảng dạy về nước thiên đàng, tức là giảng dạy về cái việc mà hội thánh sẽ phát triển nào trên đất đấy, trong vòng 40 ngày nữa. Nhưng mà khi giảng dạy xong rồi, trước khi Chúa về thì Chúa nói là đừng có đi ra khỏi thành Jerusalem nữa nhé, ta lên thiên thăng thiên lên thì các ngươi đừng đi ra thành Jerusalem nữa, đừng có đi ra khỏi thành, cứ phải ở trong thành Jerusalem chờ điều Cha đã phán hứa. Đức Thánh Linh giáng như các con thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta, tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri trên thành và cho đến cùng trái đất. Điều quan trọng ở đây là các môn đồ chỉ tập trung vào cái việc tự do độc lập của đất nước. Điều này cũng là điều tốt, nhưng mà nó không phải là điều tốt nhất. Chúa muốn giải cứu con người trong thuộc linh. Chúa đến là vì thuộc linh, vì linh hồn của con người, chứ không phải là vì một dân tộc Do Thái, không phải là vì cái thuộc thể, cái sự độc lập tự do của dân tộc Do Thái. Họ vẫn hỏi Chúa, nó thắc mắc lắm, bởi vì họ luôn luôn nghĩ rằng Chúa đến là phải để tái thiết lập dân Israel, gây dựng sự độc lập cho dân Israel.
Và vì dân dân Israel mà đến, họ không nghĩ rằng là cho đến cùng trái đất, họ không nghĩ cho đến cùng trái đất, họ nghĩ rất là bó hẹp như vậy. Cho nên là cái câu hỏi họ nó không ăn nhầm gì với cái sự dạy dỗ của Chúa ở chỗ này, nó không ăn nhập vào với nhau, và họ sai cái ý muốn của Chúa đi. Nhận lấy quyền phép và làm chứng về Chúa thì mới là điều đúng, mới là điều đúng các bạn. Thì thật ra thì có rất nhiều người ngày hôm nay chỉ nhận lấy quyền phép thôi, nhận lấy quyền phép, sau đó thì lấy quyền phép để chữa lành đuổi quỷ, nhưng không làm chứng về Chúa. Có một số người như vậy, và nó gây ra một cái nạn rất là khổ trên đất nước của chúng ta, là rất nhiều người chạy theo các ân tứ thuộc linh, chạy theo tiếng đàn, tiếng hát, chạy theo ân tứ thờ phượng, rồi là chạy theo các sự cầu nguyện chữa lành, cũng như là các ân tứ tiên tri, cũng như là lời nói khôn ngoan và mầu nhiệm, nhưng mà lại quên đi cái việc, cái chức năng quan trọng nhất của Thánh Linh, đó là Thánh Linh sẽ là đấng làm chứng về Chúa Giêsu, Thánh Linh sẽ là đấng ban quyền phép để làm chứng về Chúa. Mọi quyền phép phải tập trung vào sự làm chứng về Chúa Giêsu để mang người ta đến sự cứu rỗi, ai tin Chúa Giêsu được cứu rỗi. Thế nhưng mà dường như các môn đồ ngày nay ấy, cũng giống như các môn đồ ngày xưa, giống như các môn đồ ngày xưa, họ nhận lấy Đức Thánh Linh và không làm chứng về Chúa, không làm chứng về Chúa, vì họ nhầm, họ nhận lấy Thánh Linh để làm những cái việc khác. Tất nhiên là chúng ta phải thờ phượng Chúa, phải dọn dẹp, phải có những các công việc mục vụ khác, và những điều đó nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, điều đáng để tập trung nhất thì chúng ta lại không tập trung vào, đó là làm chứng về Chúa Giêsu, đó là làm chứng về Chúa Giêsu. Thì không làm chứng về Chúa Giêsu ấy thì cái chức năng của Đức Thánh Linh bị mất đi một nửa, chức năng của Đức Thánh Linh không hoàn thành. Thế nhưng mà mỗi đời sống của chúng ta lại nhầm tưởng. Thì cái điều quan trọng nhất ở đây là muốn nhắc lại các bạn, đó là các bạn đừng giống như các môn đồ của Chúa Giêsu, đừng giống các môn đồ ngày xưa đấy. Đừng nghĩ về cái việc trên đất, đừng nghĩ về cái việc của người ta, đừng nghĩ cái việc của xác thịt, và cũng đừng nghĩ những việc là mình sẽ thành công ở cái lĩnh vực này, lĩnh vực kia, mà quên đi rằng Thánh Linh đến để làm chứng với Chúa Giêsu, mà quên đi điều đó. Điều quan tâm nhất, cái điều đáng và chú trọng nhất vẫn là sự làm chứng với Chúa Giêsu để cứu muôn người cho Chúa. Đó. Nếu ta không làm chứng với Chúa Giêsu, không có ai giảng lời Chúa, thì không có người, thì không có đức tin, đúng không? Đức tin đến với sự người ta nghe mà, nhưng mà nghe là khi có người giao giảng. Chúng ta không giao giảng Chúa Giêsu thì họ nghe ai, họ biết nghe ai thì họ không thể có đức tin được. Cho nên chúng ta phải quay lại cái chủ đề này. Ta phải nhớ lại Chúa Giêsu dặn là Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Nhận lấy quyền phép để làm chứng về Chúa Giêsu. Làm chứng về Chúa. Thì đấy là cái điều mà muốn chia sẻ với các bạn. Thì cái sự đón nhận của Chúa Thánh Linh nó rất là rõ. Nó rõ nhất là nếu bạn thấy một người nào ấy mà làm chứng về Chúa, nói về Chúa cho người khác, thì người đấy là người có Đức Thánh Linh của Chúa trong lòng. Người nào mà biết đi nói về Chúa cho người khác, biết đi làm chứng cho người ta về Chúa Giêsu, thì người đấy là người đã đón nhận Đức Thánh Linh. Có thể ân tứ Thánh Linh chưa bộc phát trên họ, nhưng họ đã có quyền hoặc là đã có quyền phép để làm chứng Chúa Giêsu rồi. Đó là cái biểu hiện, chứ không phải là nói tiếng là xì xa xì xồ là quyền phép đâu, là đón nhận Đức Thánh Linh đâu. Người đón nhận Đức Thánh Linh là người biết làm chứng Chúa Giêsu cho người khác, đấy mới là người được Đức Thánh Linh giáng trên họ. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy, để các bạn có thể hiểu được lời của Chúa, hiểu được ý muốn của Ngài, và chúc các bạn là sẽ thành công trong cuộc sống, thành công trong việc đầu phục Chúa, thành công trong việc cũng như là thành công trong việc làm chứng về Chúa, và sẽ là luôn là người đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lòng mình và lòng. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.